sáng 15 tháng 5, đội tuyển cờ tướng Việt Nam bước vào tranh tài ở nội dung đồng đội cờ chớp với hai niềm hy vọng mang tên Hà Văn Tiến và Chu Tuấn Hải. Hai kiện tướng của Việt Nam thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm với đối thủ ở vòng 1 là đội tuyển chủ nhà Campuchia. Với chiến thuật hợp lý, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 ở vòng đấu đầu tiên. Bước sang vòng 2, trước tuyển Philippines kém xa về đẳng cấp, không khó để Văn Tiến và Tuấn Hải giành chiến thắng tuyệt đối 4-0. Bước ngoặt đến ở vòng thi đấu thứ 3, trong khi Chu Tuấn Hải cầm hòa được Sim Sip Hao với tỷ số 1-1, thì Hà Văn Tiến lại để thua 0-2 trước Zeo Thiên Trơn của Malaysia. Không để trận thua làm ảnh hưởng tâm lý, hai vận động viên của Việt Nam xuất sắc thắng tuyệt đối trước Singapore và Thái Lan ở hai ván đấu cuối với cùng tỷ số là 4-0. Dù có hiệu số bằng nhau từ điểm thắng đến điểm thua với tuyển Singapore, nhưng đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận đứng nhì bởi số ván thắng của chúng ta là 7, trong khi của đối thủ là 8. Chia sẻ sau những ván đấu căng thẳng, trưởng đoàn Nguyễn Minh Thắng tỏ ra tiếc nuối. Thì phải nói là một cái trận đấu cờ chớp ấy, thì hết sức căng thẳng và quyết liệt. Chỉ sơ sảnh một tí thôi là có thể là chúng ta có thể là rơi vào cái vị trí xuống hạng ngay. Chính vì thế mà trong cái giây phút mà chúng ta giằng co nhau với đội Singapore thì chúng ta đã tuyệt đối chiến thắng với đội Singapore 4-0. Tuy nhiên là với tổng điểm khi mà xếp hạng thì mặc dù là chúng ta thắng Singapore nhưng mà tổng điểm thì chúng ta là bằng điểm với đội Singapore, vì chúng ta cũng thua một đội Malaysia và ba đội là vươn lên là bằng điểm nhau và chúng ta chỉ hơn một chút xíu một cái hệ số phụ. Chính vì thế mà chúng ta đạt được huy chương bạc